Hello, chào mọi người. Hôm qua chúng ta có một cái cú drop về tận dưới 28.800. Mình chỉ kỳ vọng nó về khoảng 43 và 39, 38. Thì trong các phân tích lần trước của mình á, thì Bitcoin về vùng 42.500 như kỳ vọng nè. Và chúng ta nếu như mà thị trường mà rất là hốt hoảng á, thì nó phải về cái vùng 38, 39.000. Thì mình chia hai lần ra để mình mua 30% còn lại á, cái lúc mà thị trường đang lên á, thì mình thoát ra 30% để mình để dành tiền để mà khi mà nó về cái vùng 38.000 và 43.000 thì mình có thể là mình mua vào. Nhưng mà thị trường này nó rất là extreme bởi vì đây là thị trường crypto. Thì người ta bán rất là xa từ cái đó tới cái giá mà mình mua cái lần cuối cùng á, là tới 25%. Tuy nhiên là thị trường nó lại hồi phục và nó quay về cái giá mà mình bắt đáy ngay 39.000, cái vùng 39 38.000 nè. Nếu như ai bắt đáy cái vùng này thì chúng ta không có lỗ nhiều, chúng ta khoảng 2% thôi nha. Và cái giá ở trên là 24%. Tuy nhiên á, đây là cái cơ hội mà mình nghĩ là không phải là bear market, mà đây là cái cơ hội để chúng ta gia tăng cái số coin của chúng ta. Nếu như mà ai có cái số vốn để mà chúng ta bắt đáy ngay khi này, để chúng ta đã lập kế hoạch sẵn á, thì chúng ta theo dõi thị trường để mà bắt đáy. Còn nếu như mà mình không còn tiền để mà bắt đáy nữa, hoặc là ai những ai mà đu đỉnh hoặc là mua hết ở trên vùng này rồi, thì chúng ta không có cần theo dõi thị trường nữa mà chúng ta cứ tắt máy đi ngủ. Bởi vì mình nhìn thì cũng đâu làm được cái gì, đâu có tiền để mà mua đâu, mà bán thì chúng ta không nên bán nữa, còn cái gì nữa đâu mà bán. Cho nên tốt nhất chúng ta không nên theo dõi thị trường. Chúng ta có thể đi ra ngoài kiếm cái gì khác chơi hay là làm chuyện khác, hơn là mình ngồi mình nhìn thị trường không biết nhìn cái gì, nhìn cũng đâu có làm được cái gì đâu, đúng không? Thì đó là cái chia sẻ của mình đối với những ai mà đang kẹt trong thị trường này. Bởi vì thị trường nó giảm kiểu này thì rất là nhiều người khi mà đánh margin hay đánh future người ta sẽ bị cháy. Còn những ai mà hold spot là đánh chuyên về Bitcoin thì chúng ta không có thiệt hại, cũng có thiệt hại nhưng mà không đến nỗi nào. Ok, thì tiếp theo mình sẽ phân tích Bitcoin trên mặt khung thời gian lớn một chút xíu để chúng ta có cái nhìn tổng quát cho thị trường, để chúng ta xem đây là có phải là bear market hay là thị trường nó sụp đổ hoàn toàn hay như thế nào. Thì trước nhất đây là trên khung tuần. Mình mở khung tuần ra thì ở đây mình sẽ có hai cách nhìn nhận về thị trường, về cấu trúc sóng. Thứ nhất á, một số người người ta sẽ count, người ta sẽ đếm sóng. Đây là 1, 2, 3, 4 và 5. Mình sẽ bật cái like này lên cho dễ thấy. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy ở đây đã là kết thúc chu kỳ năm sóng và sau đó là chúng ta sẽ hồi về. Như vậy thì ở đây sẽ xảy ra vài cái trường hợp. Đây là A, B và C. Tùy theo cái loại hình, chúng ta biết là chúng ta có ba cái loại flat hoặc là tam giác ngay tại cái vùng sóng 4 này. Một là ABC nè, cái này là cái gọi là gì? Regular flat, hoặc là chúng ta có cái expanded flat, hoặc là chúng ta sẽ có một cái running flat. Trong thị trường bull market như thế này thì thông thường cái running flat là cái trường hợp rất là dễ xảy ra. Như vậy thì chúng ta kỳ vọng nếu như mà ai xem ở đây là kết thúc của sóng năm rồi thì chúng ta sẽ có ba sóng hồi về như thế này. Như vậy nếu như mà ở đây là 1, 2, 3, 4, 5 thì cả cái count lớn của chúng ta sẽ là 1, 2. Như vậy cái này là sóng 3 và chúng ta sideways sóng 4 và sóng 5 sẽ đi lên cái vùng ở trên này của chúng ta. Đây là một cái cách count thứ nhất khi mà người ta nhìn vào thị trường. Chúng ta có thể đếm như vậy. Chúng ta sẽ xem cái mặt thời gian. Sẽ lấy cái này cho dễ. Ok. Sóng 2, đây là cái chiều dài của sóng 2. Sóng 2 nó dài như thế này. Thì sóng 4 của chúng ta sẽ đưa qua đây. Đây là cái drop đầu tiên của sóng 4 đúng không? Cái sóng A đúng không? Thì sóng 4 nó sẽ nhỏ hơn cái chiều dài của sóng 2, tức là tối đa nó sẽ tới ngày 6 tháng 12. Tới tháng 12 nhưng mà nó sẽ bằng
1 phần 3 đó là khoảng tháng 8. Đạt đỉnh khoảng tháng 9, tháng 8, tháng 9, tháng 8 và từ đây tháng 9, tháng 8. Và sau đó là chúng ta có thêm một cái cú washout xuống dưới nữa, một cái cú đâm sụp giống như vậy nữa, và sau đó là chúng ta mua cho sóng năm. Thì đó là cái cách nhìn nhận thứ nhất. Nếu như mà chúng ta nhìn vào sóng á, thì chúng ta nhìn nhận như vậy. Như vậy thì ở đây là thị trường hồi phục. Khi mà chúng ta nhìn vào cái vĩ mô như thế này, cái khung thời gian lớn á, thì khi mà thị trường mà nó tăng lên cái sóng năm như thế này rồi, thì chúng ta nhìn lại là tại sao ở cái vùng này mình lại không mua. Chúng ta cảm thấy hối tiếc là tại sao mình không mua vùng này, cũng giống như là bây giờ ngay ở đây mà mình nhìn lại những cái vùng khu vực ngay đây, tại sao ngay đây mà mình không mua mà mình lại đi bán, hay là ở đây mình không mua mà mình lại đi bán. Thì khi mà thị trường mà nó ở đây á, mình nhìn lại ở đây tại sao mình lại bán hoặc là mình không mua. Nếu như bây giờ mình không còn tiền để mình mua nữa thì mình cũng không bán, bởi vì mình bán là mình bán ngay cái vùng đáy. Ok, thì đó là cái kịch bản thứ nhất mà chúng ta cần lưu ý. 1, 2, 3, 4, 5 thì đây là cái vùng sóng 4. Nếu như mà đây là cái đỉnh sóng 3 kết thúc rồi thì sóng 4 nó hồi về đâu? Đây là toàn bộ sóng 3 nè. Thì chúng ta sẽ kéo Fibo lên. Cái sóng C á, nó có khả năng xuống cái vùng 3.0.382, tức là 38.2% của cả cái con sóng 3 này. Đây là cả con sóng 3. Thì cái A này nó có thể về tút dưới đây. Thì có thể là khi mà nó pump lên vậy, nó tạo ra một cái expanded flag, và mình cái mức tối đa nó có thể về được cái vùng 22.700, tức là cái vùng đỉnh ngay tại cái vùng đỉnh năm năm mấy, năm 2017. Thì đó là cái cao, mà cái cao thứ nhất, cái bức tranh thứ nhất để chúng ta nhìn vào thị trường. Thì chúng ta không hốt hoảng bán ngay đây nha. Chúng ta không bán trên cái cây đỏ và cũng không mua trên một cái cây nến màu xanh, mà chúng ta chỉ bán khi mà thị trường nó hồi phục, nó xanh lại thì muốn bán thì chúng ta bán, để mà lỡ mà nó có sập xuống tiếp thì mình còn mua để mình cân đối lại tài khoản. Lúc nào chúng ta cũng phải chừa một cái tiền backup ở trong tài khoản đó, mình luôn dặn những người trong cái room của mình. Ok, đây là một cái trường hợp thứ nhất. Cái kịch bản thứ hai, tức là cái sóng 5 ở đây nó chưa hết, mà ở đây mới chỉ là sóng 3 thôi, thì sẽ có hai cách count. Đây là 1, 2, 3, 4 và 5 trên đây. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Thì như vậy sóng 4 nó hồi về đâu? Sóng 4 nó ở đây là toàn cái sóng 3. Thì chúng ta sẽ kéo Fibo từ đáy lên đỉnh. Thì ở đây là 38.2%, tức là 30% nó hồi về 30% của cái con sóng 3 này, tức là cái vùng sóng 4 nằm đây. Thì đây cũng là cái chân đầu đầu tiên, hoặc là cả cái con sóng 4 nhưng mà chúng ta xuống khung thời gian nhỏ hơn á. Đây là một ABC nha. Cái sóng C này nó là Extended C nha. Cái sóng C nó mở rộng. Thì sóng C nó hồi về ngay cái đáy của cái vùng sóng 4 của cái con sóng nhỏ ở đây. Nếu như mà ai hiểu về sóng Elliott đó thì mình sẽ hiểu mình nói gì. Nhưng mà thông thường cái sóng 4 của cái chu kỳ lớn hơn nó sẽ hồi về cái sóng 4 của cái chu kỳ trước đó của nó, nhỏ hơn trước đó của nó. Ok, à, mọi người tạm thời biết như vậy. Hoặc là chúng ta có thể nhìn là đây là cái vùng demand zone. Đây là cái vùng demand zone. Thì khi mà thị trường mà nó rớt về cái vùng demand zone thì sẽ có một cái lực mua rất là mạnh. Lực mua rất là mạnh, nó đẩy lên trên cái top của cái demand zone này, thấy rút râu rất là mạnh không? Thì tùy theo cái lực mua của thị trường trên đây, nó có thể đẩy thị trường thẳng đi lên luôn, tức là chúng ta có cái con sóng 5 ở đây. Nè, ở đây hoàn toàn đủ điều kiện coi sóng 4 ở đây 1 2 3 4 5. Như vậy là cái sóng 5 nó lên tuốt trên đây, và sau đó là chúng ta cũng có ba sóng điều chỉnh về, có thể là tạo thành một cái mô hình flat như thế này. Và ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4 và 5, cái target nó sẽ cao hơn. Thì đó là hai cái cách nhìn thị trường. Và đây khả năng đó là vùng đáy của chúng ta. Khi mà thị trường mà nó tăng lên cái vùng này, vùng 100.000, chúng ta phải biết chuẩn bị sẵn 20, 30% hoặc là 50% gì đó để có thể là có một cái cú drop tương tự như vậy nữa, để mà chúng ta tận dụng cái cơ hội. Có thể là lần sau nó về đây và nó lên cái top của cái vùng này, hoặc là nó test về trên cái vùng này, mình chưa có biết được. Thì đó là cái chia sẻ của mình về cái nhìn nhận thị trường trong cái thời gian dài. Tất nhiên là trong cái
trong những cái khung nhỏ hơn chúng ta sẽ có những cái biến động rất là lớn trong cái biến động rất lớn trong ngày. Và khi mà thị trường nó sụp như thế này rồi, không thể nào mà nó pump lên trong một ngày hai ngày được, mà nó cần có thời gian, giống như là cái giai đoạn mà Covid ngay chỗ này, xóa đây này, thì đây nó tăng lên trên này, sau đó nó giảm về, rồi nó mới tăng lên, giảm về, tăng lên, giảm về, cuối cùng thì nó break được cái đỉnh. Thì chúng ta cần phải có một cái thời gian dài. Thông thường nó drop như vậy á, từ đỉnh trên này xuống như đây 28 ngày là một tháng, đây từ đỉnh đây 35 ngày cũng 28 ngày là một tháng nè, thì chúng ta phải mất tiếp theo, mình tính tới đây nha, 77 ngày là khoảng tháng 8, tháng 9 gì đó, thì thị trường nó có khả năng là nó quay về cái đỉnh cũ của nó và có thể là nó break cao hơn. Thì lúc đó mình sẽ cập nhật cho mọi người biết, tức là ở đây sẽ có hai trường hợp, nếu như mà đây là sóng 5 rồi đó, thì chúng ta sẽ có A, B và C, một cái đuôi dài hơn, nó quay về có thể là test cái vùng này, hoặc là cái sóng B nó cao lên thì nó test lên cái đỉnh của vùng này, có hai trường hợp. Hoặc là nếu như mà đây chỉ là mới sóng 3 thôi, thì chúng ta có A, B, C ngay đây và chúng ta pump lên trên đây, đây là cái vùng sóng 5 và cái sóng A nó ở trên dưới đây, A, B, C, C nó bên này, B nó bên này, lúc đó mình sẽ cập nhật. Còn tạm thời như vậy, đây mọi người biết đây là có thể là cái vùng đáy rồi, cho nên chúng ta không có lo lắng nữa. Có tiền thì chúng ta mới lo lắng, còn không có tiền mình đâu có làm gì nữa đâu, cũng không bắt đáy được mà cũng không có bán làm gì. Thì đó là phân tích cho tất cả mọi người để mình nắm được cái tình hình của Bitcoin, mà chúng ta những nhất là những người mới không hoảng loạn. Đây là nó cũng giảm 40%, là tiếp theo chúng ta có một cái cú drop nữa 40%, thì như vậy cái khúc này ở đây nó giống như cái khúc này ở đây, chúng ta nên nhớ. Đây là cái vùng này, thì chúng ta đang ở cái vùng này, mình chưa biết là nó sẽ đi như thế nào. Nó sẽ có hai trường hợp, một là nó lên đây nó hồi về và nó đi lên tiếp, nếu như mà đó là sóng 3 và 5. Còn nếu như mà ở đây mà là 5 á, ở đây mà là 5 rồi, thì nó lên đây, nó lên tới đây và nó hồi về ngay đây, rồi nó mới đi lên tiếp. Hai trường hợp thì chúng ta nhìn đến đây, chúng ta biết còn một khúc bên trên, nó tiếp 40%, rất là thông thường của Bitcoin, 40%, mỗi lần nó dip là 40%. 36 nè, 33 nè, 37 nè, cái kỳ Covid nè, kỳ Covid là nặng nhất là 62%, ở đây 53% nè, cái này là downtrend nè, downtrend thì nó 80 mấy%, 70 mấy%. Nhưng mà chúng ta đừng có lo, làm gì làm nó cũng hồi về, nó cũng sẽ hồi về. Và đây chưa phải là cái cấu trúc đỉnh. Ok, thì mọi người cứ bình tĩnh thôi. Một số cái mã altcoin á, thì tất nhiên là sẽ đụng stop loss hết rồi. Có những mã nó về entry, có những mã không về entry. Có những mã mà nó xa quá entry, thì chúng ta có thể tập trung mua những cái con lớn. Còn những con nhỏ thì mình có thể bỏ qua, bởi vì nó hồi chậm hơn là những cái coin top. Đa số tất cả các mã nó quay về cái vùng sóng 4 trước đó của nó, và nó gặp cái demand zone á, gọi là demand zone á, và nó rút râu rất là mạnh, tức là thị trường có demand rất là lớn. Có ai còn nhớ cái total market cap hôm trước mình có nhắn trong room á, là sắp sửa sẽ có một cái cú điều chỉnh khá khá. Thì cái cú điều chỉnh này khá khá là 50% là nó khá rồi đó. Thì như vậy, xét về Bitcoin dominance thì dòng tiền ở đây nè, khi mà đến ngay cái vùng sóng 3 của mình luôn ha, nó y chang như thế này, nhưng mà cái này là cấu trúc sóng thôi, cũng không có gì mà lạ. Thì đây là cái vùng sóng 3, nó sẽ sideways vùng sóng 4 ngay trên chỗ này, sideways ở đây cho thị trường nó bình tĩnh lại, và sau đó nó mới sập xuống tiếp. Tức là Bitcoin Dominant mà nó sập xuống thì altcoin moon tới cái mùa on season của altcoin, và sau đó là nó sập thêm một lần nữa,
Tiền đổ về Bitcoin tức là sập thêm một lần nữa tương ứng với lại Bitcoin của chúng ta. Đâu rồi? Không biết mọi người có theo kịp không, nhưng mà sẽ tương ứng với chúng ta. Bây giờ nó mua lên, nếu mà tiền đổ về Bitcoin lên trên đây, sau đó nó sập thêm một lần nữa lên Bitcoin Dominant ở đây. Bây giờ nó mua lên, sau đó nó sập xuống một lần, lên và nó sập một lần, sập một lần như này, sau đó là nó tăng lên, nó sập tiếp. Thì ở bên Bitcoin ở đây nó tăng lên, nó sập một lần, sau đó nó tăng lên, nó sập tiếp một phát nữa, tương ứng với sóng B hoặc là sóng 5, tùy thuộc vào đó thì mình sẽ cập nhật cho mọi người. Hiện giờ nếu như mà ai còn tiền thì cứ việc mua vào, còn ai hết tiền rồi thì tắt máy đi ngủ, chứ mình xem thị trường cũng không làm được gì, mệt lắm. Ok, chào mọi người, hy vọng là mọi người tận dụng được cái cơ hội này, và khi mà thị trường mà nó nằm ở trên đây á, thì đừng có hối tiếc là mình đã bán ngay cái vùng này ha, hoặc là rất là vui khi mà mình đã mua ở vùng này, hoặc là thậm chí là nếu như mình hold ngay vùng này thì mình cũng rất là vui. Nếu như mà ai chịu được cái hold này không bị cháy tài khoản, không có đánh margin gì hết mà hold lên vùng này, thì bây giờ đứng đây người ta rất là vui, bởi vì tài khoản người ta đã nhân 10. Chúng ta lưu ý như vậy, không nên là panic sell nữa. Ok, bye bye.